Xin chào, mình là Mỹ Như. Rất vui được gặp lại đại gia đình Văn Lang tại bản tin tuần và Lang News. Bản tin cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Nhằm hướng tới 30 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tuần qua Văn Lang đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Hàn Quốc dành cho sinh viên Văn Lang. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các hoạt động này ngay sau đây nha. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang cùng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Korea Foundation tổ chức sự kiện đêm nhạc Hàn Quốc. Các bạn sinh viên Văn Lang thả mình trong giai điệu nhạc cụ dân tộc Hàn Quốc, các bản ballad, nhạc tarot, giai điệu K-pop đặc trưng của xứ sở kim chi, sự xuất hiện của nhóm B-boy The Conic Real Hàn Quốc và CDS Real đến từ Văn Lang đã khiến không khí của hội trường Trịnh Công Sơn càng thêm bùng nổ. Hy vọng rằng sự kiện đã mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn, hữu ích, tái tạo năng lượng tích cực để chuẩn bị cho một học kỳ mới nhiều mong đợi. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp học múa truyền thống Hàn Quốc với sự hướng dẫn bởi nghệ sĩ múa dân gian Hàn Quốc nổi tiếng Jongwook Ri đến từ đoàn ca vũ thành phố Cheonan. 24 học viên tham dự được hướng dẫn về quy định lớp học và các nội dung chính sẽ triển khai giảng dạy từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022. Sau khi kết thúc lớp múa, học viên sẽ có cơ hội thử sức tham gia biểu diễn tại đêm nhạc hữu nghị kỷ niệm mối quan hệ hợp tác bền vững Việt-Hàn dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Khoa nghệ thuật ứng dụng chào đón giáo sư Park Sung Min đến thăm và chủ trì lớp học hướng dẫn về kỹ thuật thanh nhạc cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên được học về kỹ năng thanh nhạc, hướng dẫn cách lấy hơi khi hát các dòng nhạc thính phòng cũng như các điểm cần lưu ý khi hát các dòng nhạc hiện đại, hợp xướng và hòa âm. Cảm ơn giáo sư Park Sung Min đã giúp các bạn sinh viên tích lũy cho mình thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Hoạt động ký kết hợp tác giữa Văn Lang và các đối tác trong và ngoài nước luôn được đẩy mạnh, đã tạo ra nhiều cơ hội học tập và làm việc cho các bạn sinh viên. Tuần qua, Văn Lang đã thực hiện ký kết với các trường đại học và các doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các sự kiện quan trọng này nha! Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Gangwon Hàn Quốc. Dựa trên biên bản thống nhất thỏa thuận, sinh viên chuyên ngành Hàn Quốc học và ngành ngôn ngữ Hàn có cơ hội tham gia chương trình du học trao đổi 2+2, nhận văn bằng tiếng Hàn tại Đại học Gangwon Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hợp tác giúp sinh viên Việt Nam Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội được giao lưu, tìm hiểu văn hóa nước bạn thông qua nhiều dự án tình nguyện đồng tổ chức. Các chương trình sinh viên trải nghiệm thực tiễn sẽ được triển khai trong tương lai. Ngày 9 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng công ty bước sải kỳ diệu Magic Stride. Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, Magic Stride sẽ hỗ trợ công tác giảng dạy môn marathon, phát triển công cụ Runner Competency Assessment nhằm đánh giá thể lực sinh viên, lên kế hoạch tập luyện phù hợp và thúc đẩy phong trào chạy bộ tại Trường Đại học Văn Lang. Mong rằng các nội dung hợp tác sẽ sớm được triển khai, mang đến những hoạt động ý nghĩa về tinh thần thể dục thể thao cho sinh viên Văn Lang. Tuần qua, các thầy cô Trường Đại học Văn Lang đã mang đến niềm vui cho các em nhỏ tại tỉnh Trà Vinh và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động cộng đồng. Mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại các hoạt động ý nghĩa này nha! Ngày 5 tháng 9 năm 2022, Công đoàn Trường Đại học Văn Lang cùng Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đỗ Văn Nại tỉnh Trà Vinh đã tham dự lễ khánh thành công trình cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh cho các em nhỏ đang học tập tại đây. Công trình được xây dựng khang trang với tổng mức kinh phí 52 triệu đồng, mang đến diện mạo mới cho trường trước thềm năm học mới. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường Đại học Văn Lang đồng thời trao tặng 3 triệu đồng cho Ủy ban xã Nhị Long Phú, hỗ trợ địa phương có thêm kinh phí để tổ chức đêm hội trung thu, chia sẻ niềm vui cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông cùng Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Văn Lang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Hóc Môn và các mạnh thường quân tổ chức chương trình Đêm Trung Thu Vui Hội Trăng Rằm tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, thị trấn Hóc Môn. Các em nhỏ được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức chương trình văn nghệ, xiếc, ảo thuật. Bên cạnh đó, các đơn vị đã gửi tặng 20 suất học bổng dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, 200 phần quà trung thu cùng nhiều vật phẩm quà tặng cho các bé thiếu nhi thị trấn Hóc Môn, tổng kinh phí hơn 55 triệu đồng.
Văn Lan News xin chúc các bé thiếu nhi cùng đại gia đình Văn Lan một mùa Tết đoàn viên thật ấm áp và trọn vẹn niềm vui. Chào đón năm học mới 2022-2023, tuần qua Văn Lan đã tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị dành cho các bạn sinh viên. Mỹ Như cũng đang rất nóng lòng để chia sẻ đến các bạn đây. Chúng ta hãy cùng nhau review các hoạt động này nha! Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân, đối thoại với ban giám hiệu dành cho sinh viên khóa 24, 25, 26 và 27 các khoa viện đào tạo. Đây là cơ hội để sinh viên được nói lên suy nghĩ của bản thân trong quá trình học tập và sinh hoạt, đồng thời giúp các bạn rèn tinh thần chủ động khi tham gia các hoạt động tại trường. Các bạn sinh viên đã mạnh dạn đặt câu hỏi, nêu ý kiến đóng góp và được ban chủ nhiệm khoa, ban giám hiệu nhà trường tích cực đón nhận. Mong rằng những câu trả lời thỏa đáng từ các thầy cô đã xoa dịu phần nào những lo lắng khi bắt đầu năm học mới cho các bạn sinh viên nha. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan chào đón 12 sinh viên năm 3 khoa tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc đến học tập tại Văn Lan theo chương trình trao đổi sinh viên. Theo lộ trình học tập, 12 sinh viên Hàn Quốc sẽ học 11 môn, tương đương 33 tín chỉ tại Văn Lan, quy đổi tín chỉ tương đương tại Đại học Ngoại ngữ Busan. Chúc các bạn sẽ có hành trình tại mảnh đất hình chữ S nói chung và Văn Lan nói riêng thật đáng nhớ nha! Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức lễ chào đón hơn 20 tân sinh viên khóa 28, chương trình quốc tế liên kết với Đại học Liverpool John Moores, Anh và Đại học Newcastle, Úc. Các bạn sinh viên đã có cơ hội được thầy cô giới thiệu thông tin về các chương trình liên kết, tìm hiểu về lộ trình học tập và lắng nghe các anh chị sinh viên khóa trước chia sẻ về những trải nghiệm đa dạng trong thời gian học tập tại trường vừa qua. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian học tập sắp tới nha! Vừa qua, một số phụ huynh và thí sinh cho biết nhận được thông báo về việc đóng học phí nhập học của tân sinh viên khóa 28, yêu cầu thí sinh chuyển khoản học phí. Trường Đại học Văn Lan chính thức thông báo đây là thông tin giả mạo. Nhà trường hiện không ban hành bất cứ thông báo nào về việc đóng học phí đối với khóa 28. Theo lộ trình tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Văn Lan sẽ hoàn thành lọc ảo và công bố kết quả trúng tuyển, mời thí sinh nhập học sau ngày 15 tháng 9. Từ thời điểm này, nhà trường mới ban hành các hướng dẫn chính thức về đóng học phí nhập học cho tân sinh viên. Hiện nhà trường đã chuyển thông tin này đến cơ quan điều tra và xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Văn Lan News cảm ơn các phụ huynh và thí sinh, sinh viên đã thông báo thông tin kịp thời. Cảm ơn đại gia đình Văn Lan đã dành thời gian để theo dõi bản tin tuần Văn Lan News số 58. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần sau.